Bạn có muốn giảm cân mà không cần tập thể dục hay ăn kiêng không? Bạn có muốn già đi một chút so với bạn bè của bạn? Bạn có thể ngạc nhiên khi nghe rằng các định luật vật lý có thể giúp đỡ bạn. Chìa khóa để trả lời những câu hỏi hàng ngày này là trọng lực. Nó ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Nó làm cong không gian và thời gian. Đó là một lực cơ bản của tự nhiên. Nhưng sức mạnh kỳ lạ của trọng lực được phát hiện bởi Albert Einstein cũng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta theo những cách bất ngờ nhất. Trong bộ phim này, chúng ta sẽ sử dụng các kỹ thuật khoa học tiên tiến để điều tra làm thế nào trọng lực thay đổi trọng lượng của bạn. Nó ảnh hưởng lên chiều cao của bạn và thậm chí cả tư thế của bạn. Và với sự giúp đỡ của hàng ngàn tình nguyện viên, tôi sẽ cho bạn thấy lực hấp dẫn tác động đến tất cả chúng ta ở mọi lứa tuổi với các mức độ khác nhau. Suốt cả ngày, tôi chỉ đăng nhập vào điện thoại, đăng nhập vào ứng dụng. Là một nhà vật lý, trọng lực là trung tâm trong nghiên cứu của tôi. Và trong việc khám phá nó, tôi sẽ có những thử thách khác để tôi hiểu lực lượng bí ẩn này. Ồ tốt, tôi cần phải đi và viết cái này. Và tôi sẽ phải giải quyết bản chất của thực tế. Lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn. Nó liên kết với nhau trong tất cả các vấn đề vũ trụ. Và nó làm cho sự tồn tại của chúng ta ở đây. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ tập trung vào một câu hỏi đơn giản. Điều gì xảy ra nếu tôi làm rơi một vật thể? Nhiều bí ẩn của trọng lực đều có trong hành động đơn lẻ này. Làm thế nào một vật thể rơi? Đây là câu hỏi đầu tiên. Tại sao búa rơi nhanh hơn cọng lông? Bạn có thể nghĩ rằng đó là vì búa nặng hơn, nhưng đó không phải là lý do thực sự. Câu trả lời là sức cản không khí. Trọng lượng của các vật thể quan trọng, nhưng hình dáng của chúng mới là vấn đề. Và tôi có thể chứng minh điều này rất dễ dàng với hai chiếc ô này. Cả hai đều có cùng trọng lượng, nhưng nếu tôi mở một trong hai, bạn có thể khá chắc chắn rằng nó sẽ giảm chậm hơn so với cái khác. Trong thực tế, tất cả các đối tượng sẽ giảm ở cùng một tỷ lệ nếu bạn chỉ có thể loại bỏ không khí. Người đầu tiên nhận ra điều này là nhà toán học thế kỷ 16, Galileo Galilei. Nổi tiếng nhất là ông đã thả các vật thể ra khỏi tháp nghiêng Pisa. Điều đó đã được chứng minh một cách ngoạn mục trong một thí nghiệm được thực hiện trên mặt trăng vào năm 1971. Trong tay trái tôi có một chiếc lồng vũ. Trong tay phải của tôi là cái búa. Tôi sẽ thả cả hai ở đây và hy vọng chúng sẽ chạm đất cùng một lúc. Chúng hoạt động hoàn hảo. Thế còn cái đó thì sao? Nó chứng minh rằng Galileo đã đúng trong phát hiện của mình. Bây giờ, Galileo cũng bị ám ảnh bởi một câu hỏi thứ hai. Khi bạn thả một vật thể, rất khó để biết nếu nó rơi ở tốc độ không đổi hoặc tăng tốc độ khi nó giảm. Ngay cả trong chuyển động chậm cũng khá khó để nói. Đầu tiên, thả một đối tượng ở một khoảng cách rất ngắn. Nó hạ cánh với rất ít tác động. Nhưng tất nhiên, thả nó từ trên cao. Lần này, bóng dễ dàng phá vỡ gạch. Có nghĩa là nó phải tăng tốc độ và động lượng khi nó giảm. Galileo đã xác định được một cái gì đó cơ bản cho tất cả các vật thể rơi. Chúng tăng tốc. Ông nhận ra có thể có một cách để đo lường có bao nhiêu vật rơi cùng tốc độ. Những gì ông nghĩ ra là nỗ lực đầu tiên để tự đo trọng lực.
Ông đã xây dựng một đoạn đường dốc bằng gỗ dài, đúng như thế này, và ông ấy để dốc ở một góc đồng. Ý tưởng là lăn quả bóng xuống đoạn đường dốc và đo gia tốc của chúng. Điều quan trọng là đoạn đường nối phải ở góc đồng này để giảm tác động của sức cản của gió. Điều đó cũng có nghĩa là những quả bóng sẽ lăn xuống từ từ, đủ để cho ông ta thời gian để đo tốc độ của chúng. Nhưng vấn đề lớn là đây, làm thế nào để bạn đo thời gian chính xác trong thời đại không có đồng hồ chính xác, như đồng hồ bấm giờ chẳng hạn. Galileo đã nảy ra một ý tưởng khéo léo liên quan tới dòng chảy của nước. Về cơ bản, đo thời gian từ lượng nước thu được trong cốc. Vì vậy, chúng tôi sẽ thử và lặp lại thí nghiệm của Galileo. Chúng tôi có một vài tình nguyện viên sẵn sàng, Gavin và Johanna. 3, 2, 1, bắt đầu. Dừng lại. Được rồi, có một cái. Bây giờ, nếu bạn đi xuống một phần tư đường dốc xuống, đi. Dừng lại. Bây giờ một nửa của đường xuống, đi. Dừng lại. Vừa kịp giờ. Được rồi, sau đó 3/4 đường xuống, đi. Dừng lại. Phải, tắt vòi. Được rồi, vì vậy chúng tôi có 4 phép đo. Và tôi có thể thấy một sự tiến bộ, từ đầy đủ hơn đến trống rỗng. Nhưng những gì chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra mô hình toán học bằng cách cân cẩn thận nước trong mỗi ly. Cân nước sẽ cho chúng ta ý tưởng về mỗi lần lăn. Và trong thí nghiệm của chúng tôi, đây là những kết quả. Bây giờ, một điều ngay lập tức bạn có thể nói, quả bóng thực sự tăng tốc khi nó lăn lâu hơn. Trong thực tế, kết quả của chúng tôi dường như cho thấy rằng thời gian cần thiết bao gồm đoạn đường nối là khoảng thời gian cần thiết để trang trải cho 3/4 tiếp theo. Vì vậy, chúng tôi có một gợi ý của một mô hình toán học. Bây giờ, chúng tôi sẽ xem liệu chúng ta có đúng không bằng cách đặt chuông dọc theo đoạn đường nối tại các khoảng thời gian dựa trên kết quả. Sự sắp xếp này có vẻ hơi lạ. Bởi vì khoảng cách giữa hai tiếng chuông đầu tiên ngắn hơn nhiều khoảng cách giữa chuông thứ ba và thứ tư. Nhưng không sao, vì nếu chúng ta có tính toán đúng, bóng bắt đầu chậm. Vì vậy, nó bao gồm một khoảng cách ngắn hơn, và khi nó tăng tốc, nó sẽ bao phủ khoảng cách xa hơn và dài hơn. Vì vậy, chúng ta nên nghe thấy những tiếng chuông vang lên trong những khoảng thời gian bằng nhau. Vì vậy, tất cả điều này có nghĩa là gì? Công thức toán học là gì? Đây là điều mà Galileo đã làm ra. Hãy nói rằng, từ đầu, quả bóng bao phủ khoảng cách 1 mét trong giây đầu tiên. Sau 2 giây, nó sẽ có 4 mét. Sau 3 giây, 9 mét. Sau 4 giây, 16 mét. Nếu bạn nhận ra sự tiến triển này, bạn sẽ thấy khoảng cách nó đi như bình phương của thời gian. Galileo đã tìm thấy tốc độ mà trọng lực tăng tốc các vật thể. Và ông đã tìm thấy một nguyên tắc cơ bản khác. Bạn có thể đo sức mạnh của trọng lực bằng cách làm tăng tốc các vật rơi xuống. Phát hiện trọng lực đã trở nên đặc biệt tinh vi ở ngày nay, nhưng vẫn sử dụng chính xác cùng một nguyên tắc. Đây là lâu đài Hesmerstedt ở Sussex, và trong căn cứ của nó là cơ sở cho địa không gian. Ở đây, Vicky sử dụng một công cụ nhạy cảm đáng kinh ngạc để phát hiện sức mạnh chính xác của trọng lực tại điểm này. Vicky, cho tôi biết về máy đo trọng lực đáng kinh ngạc này mà bạn đang làm việc. Được rồi, đây là buồng thả trong phiên bản rút gọn. Thực chất chuyện gì xảy ra, bạn đã có một giỏ hàng được nâng lên, và sau đó tăng tốc từ một khối ở giữa. Và vì vậy, phần này nhấc lên, và khi nó rơi xuống dưới sự rơi tự do. Vì vậy, thành phần này ở giữa, khi nó giảm, về cơ bản, chỉ là quả táo của Newton rơi xuống đất, phải không? Đây là một phiên bản rút gọn. Làm thế nào mà nó thực sự hoạt động?
Ở đây, nó là một khoảng trống, vì vậy không có sức cản của gió khi nó rơi. Bên trong, một tia laser được sử dụng để đo chính xác khối lượng đang tăng tốc nhanh như thế nào. Đây là phiên bản thế kỷ 21 của đạn đường nối của Galileo và những quả bóng lăn xuống. Vì vậy, chúng ta có thể làm ư? Tất nhiên, nếu bạn chỉ muốn nhấn nút trên máy tính xách tay. Được. Vì vậy, bây giờ nó đang giao tiếp. Ồ, chúng ta đi đây. Nó đợi 5 giây và sau đó thực hiện phép đo trọng lực. Và bạn có thể thấy kết quả xuất hiện bây giờ. Với con số thực tế mà nó nhận được cho mỗi lần. Đơn vị Vicky sử dụng có một chiếc nhẫn quen thuộc. Tôi thấy rằng số lên ở đầu. Bạn đã có đơn vị này, microgal. Vâng, một gal về cơ bản là 1 cm trên giây bình phương. Gal được đặt theo tên của Galileo. Vì vậy, chúng ta vừa thực hiện phép đo trọng lực ở đây hôm nay, và đây là con số rất chính xác. 9811-24007 gal trên giây bình phương. Việc đọc có nghĩa là trọng lực của trái đất tăng tốc một vật rơi khoảng 9,81 mét mỗi giây. Vicky cho tôi biết một cái gì đó hấp dẫn. Cô ấy đọc sách ở đây mỗi tuần, và cô ấy thấy rằng sức mạnh của trọng lực thay đổi nhỏ theo thời gian. Lượng mưa lớn, ví dụ, có thể làm cho trọng lực tăng nhẹ. Có lẽ nếu trọng lực thay đổi ở đây tại một điểm, nó sẽ có những giá trị khác nhau trên toàn thế giới. Và vì vậy, bạn có thể có một bản đồ trọng lực của toàn bộ hành tinh, phải không? Đúng vậy. Vậy lý do cho những biến động kỳ lạ này là gì? Đó là những gì tôi muốn điều tra tiếp theo. Vì vậy, trọng lực thay đổi khi chúng ta di chuyển trên bề mặt trái đất. Đây là trọng tâm của một thử thách mà tôi đã đặt ra cho hai tình nguyện viên trẻ. Tôi đã giao cho họ một nhiệm vụ để thử và tìm địa điểm ở Anh, trong đó trọng lực là yếu nhất. Vì vậy, nơi mà các đối tượng sẽ cần nặng ít nhất, tôi đã cho họ chỉ 3 ngày để thử và tìm thấy nó. Các tình nguyện viên là Ashraya, một nghiên cứu sinh. Tôi đã sống ở London được 5 hoặc 6 năm, và tôi đến từ Senfin ở Tây Ban Nha. Tôi rất thích tham gia vào dự án này, bởi vì tôi thực sự muốn biết thêm về cách thế giới này hoạt động. Và Poppy, một nhà báo sống ở London. Tôi đã làm khoa học y sinh, và tôi đã làm sinh hóa và hóa học trình độ A. Nhưng tôi chưa học môn vật lý nào kể từ khi tôi rời trường. Tôi thích thú tìm hiểu thêm về trọng lực, và tôi thực sự thích một câu đố. Tôi thích một thử thách. Nhóm nghiên cứu không thể tự cân nhắc để xem sự thay đổi của trọng lực. Trọng lượng cơ thể dao động vài kg trong suốt một ngày. Trong khi đó, những thay đổi do trọng lực khi họ đi du lịch khắp đất nước sẽ là rất nhỏ khi so sánh với một vài gram. Vì vậy, họ sẽ phải sử dụng các phương pháp khoa học tinh vi nếu họ muốn đo trọng lực chính xác. Và đó là lý do tại sao các tình nguyện viên sẽ được tham gia bởi 3 chuyên gia trong khoa học trọng lực. Nghiên cứu sinh Sonak Bose. Anh ta sẽ phụ trách một số thiết bị đo rất nhạy cảm từ phòng thí nghiệm vật lý quốc gia. Sean, một nhà địa chất, người sẽ sử dụng máy đo trọng lực cầm tay. Và Andrew, một nhà vũ trụ học tại Đại học College London, sẽ giúp giải thích kết quả. Chúng tôi đã tính tổng trọng lượng tập thể cho đội trước khi họ khởi hành, đó là 380 kg. Vì vậy ở Anh, nó sẽ giảm xuống phải không? Họ đang đi ra khỏi công viên quốc gia Snowdonia ở Bắc Wales. Tuyến đường sắt leo từ đây lên đến đỉnh Snowdon 1.000 mét. Xin đọc trọng lực đầu tiên của mình. Bên trong là một khối trên một chùm. Và bạn quay số này cho đến khi bạn có được chùm trung tâm. Bằng cách đếm số vòng quay của mặt số, Sean có thể tính toán lực hấp dẫn tác động lên khối lượng bên trong máy. Sonak có một phương pháp đơn giản hơn. Vì vậy, bên trong hộp là một khối lượng 2 kg, và nó được cho là hoàn hảo như 2 kg như nó có thể nhận được. Được rồi, và đặt nó ở đây.
Ồ, nó chỉ đến dưới, phải không? 1998,2 gram. Đó là 2 kg trong phòng thí nghiệm. Nhưng bây giờ ở đây, nó ít hơn một chút. Đó là câu đố đầu tiên. Tại sao một khối lượng 2 kg chỉ dưới 2 kg? Và đó là một thử thách thực sự. Khối lượng thường bị nhầm lẫn với số lượng, trọng lượng liên quan. Khối lượng của những quả tạ này là cố định, nó không thay đổi. Đó là thước đo xem chúng chứa bao nhiêu thứ. Trọng lượng là khác nhau. Đó là thước đo tác động của trọng lực lên những quả tạ này. Lực hướng xuống kéo chúng xuống đất theo cùng một cách mà nó giữ cho đôi chân của tôi bám chặt xuống đất. Sự khác biệt quan trọng là điều này. Nếu tôi cầm những quả tạ này trên mặt trăng, chúng vẫn có cùng một khối lượng, nhưng chúng nặng hơn 6 lần bởi vì trọng lực của mặt trăng yếu hơn trái đất nhiều lần. Vì vậy, đó là lý do tại sao Sonak mang theo khối lượng 2 kg. Nếu nó thay đổi trọng lượng, thì điều này có nghĩa là trọng lực đó đã thay đổi. Trước mắt họ là đỉnh núi cao nhất ở Anh và xứ Wales, nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp. Sẽ là tuyệt đẹp nếu bạn có thể nhìn thấy nó. Và đây là những gì chúng tôi đã đến đây, khung cảnh tuyệt vời này trên đỉnh Snowdon. Bạn sẽ không biết điều đó, nhưng thành thật mà nói, chúng tôi đang ở đây. Bây giờ chúng ta đang ở gần đỉnh Snowdon, và tôi đã thiết lập máy đo trọng lượng, và chúng ta sẽ thấy sự khác biệt trong cách đọc là gì. Anh ta phải quay số nhiều lần để thử và đọc. Đó là trọng lực rõ ràng đã thay đổi, nhưng bằng cách nào? Nó đã mạnh hơn hay yếu hơn vậy? Nhóm rời xin để tìm ra kết quả của mình và cố gắng định vị các thang đo càng gần càng tốt với đỉnh. Nhưng việc đọc là tất cả các nơi. Ồ, nó lên đi. Nó dao động khá nhiều do gió. Tôi phải nói rằng đây là điều mà khoa học luôn thích, phải không? Vì vậy, họ đi vào bên trong quán cà phê bên cạnh đỉnh núi. Gió có chút nghịch ngợm, nhưng vẫn hy vọng. Bây giờ là 500, vì vậy nó sẽ ổn thôi. 1998,2 ở dưới đó. 1997,8. Có, chúng tôi đã có nó. Đó là 0,4 gram. Khối lượng nặng ít hơn một chút. Nó mất khoảng 1/5000 trọng lượng của nó. Và xin đã tìm thấy rằng chính trọng lực đã giảm. Trên đỉnh núi, chúng tôi lấy số đo và chúng tôi phát hiện ra rằng lực hấp dẫn đã giảm xuống. Nó đã đi xuống tương đương với 206 vòng quay số và chúng tôi đã tính toán rằng nó tương đương với 219 mg. Vì vậy, rõ ràng từ các phép đo của đội, trọng lực suy yếu khi bạn lên cao hơn và bạn nhẹ hơn một chút. Nó chỉ là một cái cớ để nói chúng ta đang ở đâu là nhẹ nhất. Nó thực sự rất thú vị. Nó giống như một ví dụ minh họa để xem điều này thực sự biến động như thế nào, tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau, và rằng chúng ta có thể đo nó và nhìn nó bằng chính mắt mình. Nó thực sự khiến bạn nghĩ về trọng lực một cách rất tích cực. Đó là một hiện tượng lực cơ bản trong tự nhiên, nhưng chúng ta không biết nhiều về nó. Nhưng tại sao trọng lực thay đổi theo độ cao? Để hiểu câu hỏi đó, phải nắm bắt được những khám phá phi thường tiếp theo trong câu chuyện của chúng ta. Isaac Newton sinh ra ở Anh vào giữa thế kỷ 17. Ông đã dành cả đời để vật lộn với rất nhiều câu hỏi rõ ràng riêng biệt. Từ tại sao mọi thứ rơi xuống đất, tại sao các hành tinh quay quanh mặt trời. Thiên tài của Newton nhận ra có một phương trình duy nhất có thể trả lời tất cả những câu hỏi này. Và đây, luật hấp dẫn nổi tiếng của ông. Nó có thể trông phức tạp, nhưng đây là một trong những phương trình quan trọng nhất trong toàn bộ khoa học. F ở đây là lực. Newton cho biết có một lực hấp dẫn giữa bất kỳ hai đối tượng trong vũ trụ.
Ở bên trong này của phương trình G, chúng ta gọi là hàm số hấp dẫn. Newton biết nó phải ở đó, nhưng anh ta không biết giá trị của nó là gì. M1 và M2 đại diện cho hai đối tượng, và R là khoảng cách giữa chúng. Bây giờ phương trình cho chúng ta biết rằng các vật thể càng lớn, M1 và M2 càng lớn, lực hấp dẫn càng lớn. Nhưng càng ra xa nhau, giá trị của R ở đây càng lớn, lực hấp dẫn càng yếu. Với Newton, những gì đã từng là bí ẩn giờ trở nên rõ ràng. Phương trình của Newton mô tả tại sao một vật thể rơi xuống đất, trong đó có quả táo nổi tiếng của mình. Nhưng thiên tài thực sự là nó áp dụng cho bất kỳ đối tượng nào, bất cứ nơi nào trong vũ trụ. Vì vậy, đó là một cách mô tả rất đơn giản và thanh lịch một số hiện tượng dường như phức tạp nhất trong vũ trụ. Luật hấp dẫn của ông vẫn có thể được sử dụng ngày nay để giải thích quỹ đạo hoạt động như thế nào, để dự đoán khi nào sao chổi sẽ quay trở lại, để mô tả tại sao các thiên hà quay tròn, hoặc để tàu vũ trụ quay xung quanh các hành tinh. Newton bảo chúng ta tìm kiếm sự đơn giản tiềm ẩn trong các hiện tượng tự nhiên, chẳng hạn mặt trăng quay quanh trái đất như thế nào. Nếu tôi buông quả táo này, nó sẽ rơi thẳng xuống do lực hấp dẫn của trái đất. Nhưng nếu tôi ném nó, để bắt đầu, nó đi theo hướng ngang, đó là hướng đi, nhưng trọng lực của trái đất vẫn đang kéo nó xuống. Vì vậy, nó kết thúc theo một đường cong. Bây giờ, nếu tôi ném nó mạnh hơn, nó sẽ đi xa hơn trước khi chạm đất. Và theo nguyên tắc, nếu tôi có thể ném nó đủ mạnh, tôi có thể đưa nó vào quỹ đạo. Đó chính xác là những gì xảy ra với mặt trăng trên quỹ đạo quanh trái đất. Đó là sự kết hợp của việc muốn đi theo đường thẳng, nhưng cũng bị lực hấp dẫn của trái đất kéo xuống. Vì vậy, nó liên tục rơi xung quanh trái đất và liên tục bay thẳng. Phương trình nổi tiếng của Newton cũng giải thích các hiệu ứng lạ mà nhóm đi đường đã phát hiện ra. Các đối tượng trở nên nhẹ hơn khi bạn đạt được độ cao. Khi tôi tự cân, tôi được đại diện bởi khối lượng đầu tiên M1, khối lượng thứ hai M2 là chính trái đất. Và lực kéo tôi xuống, trọng lượng của tôi phụ thuộc vào khoảng cách giữa tôi và trung tâm trái đất. Và đó là bí mật của chuyến đi đường bộ. Nếu bạn muốn tìm nơi bạn cân nặng ít nhất, bạn phải đi càng xa, càng tốt từ lõi trái đất. Vì vậy, đó là buổi chiều của ngày đầu tiên. Nhóm đi đường phải tìm ra nơi tiếp theo. Poppy và Astrea có một ý tưởng hay, tìm một nơi nào đó cao hơn núi Snowdon. Từ các phép đo mà các bạn đã làm ở núi Snowdon, độ cao rõ ràng đóng một phần quan trọng của trọng lực. Vì vậy, với suy nghĩ đó, chúng tôi đã phải đi đến điểm cao nhất ở Vương quốc Anh, đó là Ben Nevis. Được rồi, nhưng chỉ có một điều mà chúng tôi chưa cho bạn thấy. Chúng tôi thực sự đã mang theo một thử nghiệm bổ sung. Chúng tôi có thể vui lòng cho bạn thấy điều này trước khi bạn đưa ra quyết định cuối cùng. Sonak thực sự có phần khác của thí nghiệm này. Chúng tôi luôn mang theo một số công cụ quyền lực như các nhà vật lý luôn luôn làm. Hãy bắt đầu nó thật tốt và nhẹ nhàng, và sau đó cố gắng và chọn vận tốc. Pizza. Bạn đã có một số bánh pizza ở đó. Vấn đề là khi một cái gì đó đang quay, nó giống như được ném ra ngoài, và bạn thực sự có thể sử dụng nó để tạo ra một miếng bánh pizza phẳng đẹp. Nhưng điều này cũng áp dụng cho trái đất. Trái đất không tròn hoàn hảo. Đó là những gì được gọi là hình cầu. Nó phình ra ở xích đạo là lớn nhất. Chúng tôi đã có hai hiệu ứng bây giờ. Chúng tôi đang cố gắng rời khỏi trung tâm, lõi thực tế của trái đất, điểm ở chính giữa của quả bóng này. Nhưng bây giờ, chúng ta có thể làm điều đó theo hai cách. Chúng ta có thể đi lên một cái gì đó cao, hoặc chúng ta chỉ có thể đi xuống phía xích đạo. Đây là những gì chúng ta tìm thấy khi chúng ta thực hiện khảo sát trọng lực. Khi bạn di chuyển về phía nam, có xu hướng ảnh hưởng từ vĩ độ, mà thường là lớn hơn hiệu ứng từ độ cao. Vì vậy, bạn đi càng gần xích đạo, bạn càng nhận được nhiều hơn từ lõi trái đất, và bạn càng nhẹ hơn.
Vì vậy các bạn, mặt trời lặn ngay sau tôi ở đây. Đây là phía Bắc, có vẻ như chúng ta phải đi theo cách đó, xuống phía Nam, phải không? Vâng, đi nào. Nhóm nghiên cứu đang bắt đầu khám phá lý do tại sao trọng lực thay đổi khi bạn băng qua bề mặt trái đất. Hành tinh của chúng ta được định nghĩa và định hình bởi các lực phức tạp hành động theo nó. Và phát hiện những dao động nhỏ trong trường trọng lực của nó có thể cho chúng ta manh mối quan trọng. Nó có thể giúp chúng ta hiểu thế giới của chúng ta đang thay đổi như thế nào. Cơ sở đo đạc không gian Hermes là một phần nhỏ của một mạng lưới toàn cầu rộng lớn, trong đó sử dụng các vệ tinh để phát hiện những thay đổi nhỏ nhất trong trường trọng lực của trái đất. Hãy cho tôi biết chính xác công việc của bạn là gì ở đây. Chúng ta đang làm gì với chiếc kính thiên văn này? Đang đo rất chính xác khoảng cách của các vệ tinh từ đây. Vì vậy, chúng tôi đang sử dụng các xung laser rất ngắn mà chúng tôi hướng tới vệ tinh. Trên vệ tinh có các hình khối phản chiếu một số ánh sáng đó cho chúng ta. Chúng ta đo thời gian ánh sáng mất bao lâu để đi đến vệ tinh và trở lại, và vệ tinh thường cách bao xa. Chúng ta đang theo dõi bây giờ là một trong những vệ tinh Galileo, đó là khoảng 20.000 km. Vì vậy, chúng tôi đã có nó nhắm vào vệ tinh Galileo, và bạn sẽ bật laser ngay bây giờ, phải không? Vâng, tuyệt vời. Và tia laser đó đang được bắn về phía vệ tinh. Thời gian đến đó và quay lại lần nữa, đó là một phần của một giây, phải không? Đó là khoảng 150 mili-giây, và chúng tôi đang gửi khoảng 1.000 trong số đó mỗi giây. Vật thể trông rất lạ này dựa trên vệ tinh. Đó là một đại diện cường điệu về cách trường hấp dẫn của trái đất thay đổi theo thời gian. Biến động như thế này có thể cho chúng ta hiểu biết quan trọng về biến đổi khí hậu, băng tan, mực nước biển dâng cao, thay đổi mực nước ngầm. Tất cả đều có tác dụng về sức mạnh cục bộ của trọng lực. Vì vậy, những thứ quan trọng như biến đổi khí hậu, để hiểu nó và làm một cái gì đó về nó, chúng ta cần phải phân phối trường hấp dẫn của trái đất rất chính xác, có phải không? Hoàn toàn đồng ý, và đó là một biện pháp toàn cầu mà chúng ta cần. Đối với những người đi đường, đó là ngày bắt đầu của ngày thứ hai, và họ đang hướng đến bờ biển phía Nam. Họ đang dừng ở Hertfordshire. Đó là một vị trí tốt vì nó có cùng độ cao, là căn cứ của Snowdon, nhưng họ đã di chuyển khoảng 80 dặm về phía Nam. Vì vậy, nếu họ nhìn thấy sự thay đổi trọng lực ở đây, thì đó phải là do vĩ độ. Đó không phải là một sự khác biệt lớn, nhưng nó đáng chú ý. Số lượt đọc của chúng tôi ở chân núi là 4,840. Số lượt tiếp cận của chúng tôi ở đây là 4,717. Chúng ta có thể thấy một sự khác biệt. Chúng ta ở cùng độ cao với chân núi Snowdon, nhưng bởi vì chúng ta đã đi xa về phía Nam, nên trọng lực ít hơn ở đây. Và vào lúc hoàng hôn, họ đến Sidmouth, bên bờ biển phía Nam. Xin đọc trọng lực thứ hai trong ngày. Và Bobby ứng biến một bản đồ. Vâng, sắp xếp một bản đồ. Chúng ta có thể viết không theo tỷ lệ ở đầu không? Vì vậy, tôi đã vẽ bản đồ này. Scotland hơi bị nghiền nát, xứ Wales khá cao, và Cornwall ở đó. Nhưng bạn có ý tưởng. Xin, chúng tôi đã đi du lịch với bạn. Bạn đã thực hiện một vài bài đọc trọng lực mét. Bạn có thể vẽ chúng trên quy mô không? Vẽ bản đồ ấy. Chắc chắn rồi. Vì vậy, nếu bạn nhớ, chúng tôi đã bắt đầu ở núi Snowdon, ở đây, và đó là phép đo bằng không cho khảo sát của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi tiến tới tận bờ biển phía Nam. Sự khác biệt so với cơ sở của Snowdon là âm 212 milligan. Vì vậy, sự khác biệt giữa đi và đo trọng lực dưới chân núi và đỉnh núi gần giống như ở đây, ở vĩ độ này, và xuống đây, ở vĩ độ này.
Chúng khá rõ ràng ở mực nước biển. Tuy nhiên, lực hấp dẫn ở đây gần giống như ở trên đỉnh Snowdon. Nhưng ở đầu tiếp theo, chúng tôi ở đây. Nếu chúng ta muốn tìm ra nơi chúng ta nhẹ nhất, tại sao chúng ta không đi du lịch đến điểm cực nam ở Vương quốc Anh? Nhưng độ cao cũng có thể giúp chúng ta. Vậy tại sao không tìm một nơi trong nước? Đó là cả vĩ độ thấp, nhưng cũng cao về độ cao so với mực nước biển. Bởi vì điều đó sẽ đưa chúng ta đến một nơi nào đó. Đó thực sự là nơi rất xa so với lõi trái đất. Trọng lực khi ở trong nước, phải không? Vì vậy, câu trả lời cho câu đố nằm ở sự kết hợp của hai yếu tố. Họ nên đi bao xa về phía nam và cao hơn bằng nhiều. Vào cuối ngày thứ hai, kết quả của Shin cho thấy nhóm có tổng trọng lượng nhẹ hơn khoảng 80 gram hơn là trở lại căn cứ của Snowdon. Cách mà trọng lượng thay đổi chỉ là một ví dụ của phương trình nổi tiếng của Newton. Nhưng Newton đã để lại kiệt tác của mình không đầy đủ. Ông ta không biết giá trị của G, hằng số hấp dẫn, và thiết lập kích thước của lực. Để khai thác toàn bộ sức mạnh của phương trình, bạn cần phải biết giá trị của G. Và manh mối quan trọng đến từ một thí nghiệm đáng kinh ngạc tiến hành ở London vào cuối thế kỷ 18. Đó là một nỗ lực để tìm ra khối lượng của chính trái đất. Và nó được thực hiện bởi một người lập dị, một quý tộc giàu có xa hoa, Henry Cavendish. Cavendish là một người nhút nhát kinh niên, người đàn ông cô độc, sâu sắc, sống trong sự cô lập hoàn toàn trong ngôi nhà của mình ở Clapham. Câu chuyện kể rằng, một ngày, ông vô tình va vào một người hầu nữ trên cầu thang. Ông ấy đã bị chấn thương bởi sự kiện này, rằng ông ta có một cầu thang mới được xây dựng, chỉ dành cho ông ta, để sự cố kinh hoàng này không bao giờ có thể xảy ra nữa. Cavendish được thừa hưởng gia tài lớn và đã có thể cống hiến cuộc đời của mình để đưa ra các thí nghiệm tiên phong, bao gồm một phần đặc biệt của thiết bị. Ông ta thiết lập một cái gì đó, một chút như thế này. Nó được gọi là cân bằng xoắn. Nó bao gồm 4 quả cầu chì, 2 cái nặng lớn được giữ cố định tại đây, và được treo bằng một sợi dây rất mỏng, là một thanh gỗ, dài 6 feet, với 2 quả bóng nhỏ hơn ở hai đầu. Bây giờ, mấu chốt của thí nghiệm là mối quan hệ giữa quả bóng lớn và quả bóng nhỏ. Bây giờ, tất nhiên, có một lực hấp dẫn đi xuống trên cả hai quả bóng do lực hấp dẫn của trái đất. Nhưng Newton cũng nói với chúng ta cần có lực hấp dẫn rất yếu giữa các quả bóng. Và đây là hiệu quả mà Cavendish đang cố gắng đo lường. Bất kỳ chuyển động nhẹ của quả bóng nhỏ về phía quả bóng lớn đều gây ra một lực xoắn trong dây xoắn. Và đó là những gì Cavendish đang cố gắng phát hiện. Tất nhiên, điều này nói dễ hơn nhiều so với việc thực hiện. Thí nghiệm cực kỳ nhạy cảm. Những rung động nhỏ nhất, làn gió nhẹ nhất, thay đổi nhiệt độ, tất cả có thể ảnh hưởng đến các phép đo. Vì vậy, Cavendish đã phải cách ly bộ máy bên trong một chiếc hộp và trong một nhà kho. Ông ta thậm chí còn nhận ra rằng sự hiện diện đơn thuần của mình bên cạnh bộ máy có thể ảnh hưởng đến mọi thứ. Vì vậy, ông ta phải loại bỏ mình ra khỏi nhà kho. Những gì ông ta làm là ngồi ngoài nhà kho và thông qua một lỗ nhỏ trên tường nhà kho, nhìn qua kính viễn vọng để phát hiện những vòng xoắn nhỏ nhất trong dây. Đó là một quá trình vô cùng khó khăn, nhưng sau nhiều tháng, cuối cùng ông cảm thấy đủ tự tin rằng mình có một kết quả đáng tin cậy. Cavendish thấy rằng những quả bóng nhỏ đã di chuyển 1,4 mm. Ông đã tính toán kết quả của mình bằng cách so sánh mật độ của các quả bóng với mật độ của nước. Cuối cùng, kết quả thí nghiệm của Cavendish và các tính toán tiếp theo đó là mật độ của trái đất gấp khoảng 5 lần dưới nước. Nói một cách khác, khối lượng của trái đất
là 5,9 nghìn tỷ kg. Điều đáng chú ý nhất là Cavendish có con số này đúng trong phạm vi sai số là 1%. Với kết quả đáng kinh ngạc của Cavendish, các nhà khoa học đã có thể tìm ra hằng số G. Sau đó, phương trình có thể được sử dụng để xác định khối lượng của bất kỳ thiên thể nào trong quỹ đạo khác. Vì vậy, các nhà thiên văn học đã có thể tính được khối lượng của mặt trời và các hành tinh, mặt trăng, và cuối cùng, thậm chí là các thiên hà xa xôi. Vào cuối ngày thứ hai, đội đã ở Sidmouth, trên bờ biển phía nam, tìm kiếm nơi ở nước Anh, nơi họ sẽ cân nặng ít nhất. Họ đã tìm ra câu trả lời nằm ở sự kết hợp của hai yếu tố. Sự pha trộn đúng đắn của việc di chuyển về phía nam và độ cao hơn. Đối với chặng cuối của hành trình, tôi sẽ gặp họ. Tôi yêu cầu họ lái xe một quãng ngắn về phía tây, đến một trong những vùng xa xôi nhất ở lục địa Anh, vườn quốc gia Dartmoor. Đó là 40 dặm từ mũi cực nam của nước Anh. Xin chào, chào Andrew, rất vui được gặp bạn. Và nó rất cao, lãnh thổ rất đồi núi. Jim, đội đã đến bờ biển phía nam ngày hôm qua để tìm trọng lực ở điểm yếu nhất của nó, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết liệu đó là độ cao hay vĩ độ. Chúng ta có thể đi xa hơn về phía nam hay chúng ta đi lên cao hơn vậy? Bạn có quyền hỏi, chúng ta có đi càng xa về phía nam càng tốt không, hoặc càng cao càng tốt không? Đó là lý do tại sao tôi đưa các bạn đến đây, ở Dartmoor. Chúng tôi đã lập biểu đồ cho những điểm quan trọng nhất trên bản đồ này. Chúng ta hãy có một cái nhìn. Vì vậy, chúng tôi đang ở đây, hai cây cầu. Vâng, bốn dấu chấm đại diện cho những ngọn đồi ở đằng sau chúng ta. Đó là ở khoảng 500 mét trên mực nước biển. Đó là những gì chúng tôi muốn kiểm tra. Những ngọn đồi gần bờ biển phía nam, và chúng cao nhất trong toàn bộ miền nam nước Anh. Vì vậy, logic cho thấy, chúng phải là sự kết hợp đúng đắn của vĩ độ và độ cao. Vâng, có một lý do khác tại sao điều này có ý nghĩa hoàn hảo, một cái mà chúng tôi chưa nhìn vào, và đó là tác động của những tảng đá tiềm ẩn trên trọng lực. Và tôi đã có một bản đồ ở đây cho thấy, chúng ta ở đây. Bây giờ, những khu vực màu xanh này là những khu vực thấp nhất theo mật độ của những tảng đá bên dưới. Những tảng đá quanh đây được làm bằng đá granite sẽ làm cho trọng lực yếu hơn. Vì vậy, cũng như độ cao, và thực tế là chúng ta ở xa hơn về phía nam. Vâng, nó cũng đang đóng một phần. Đúng vậy, chúng tôi có một lý thuyết hợp lý, nhưng bây giờ chúng ta cần kiểm tra nó. Nếu tôi đúng, thì trên đỉnh, đọc trọng lực của chúng tôi. Tất nhiên, bây giờ có một tác động khác của lực hấp dẫn, đó là sở trường khi bạn lên dốc. Được rồi, tôi nghĩ rằng đây là sự khởi đầu của những ngọn đồi. Hiện giờ chúng tôi đang ở vị trí như trên bản đồ, vì vậy hãy xem đây là nơi nhẹ nhất. Xin, nếu bạn muốn lấy máy đo trọng lực ra, chúng ta sẽ đọc một bài khác ở đây. Xin thiết lập thiết bị của mình một lần nữa. Nghĩa là gì vậy? Ồ, chân núi Snowdon là điểm không của chúng tôi trong bài kiểm tra này. Chúng tôi thấy rằng chúng tôi đã mất một số tiền nhất định bằng cách đi lên đỉnh núi Snowdon, đến bờ biển phía nam. Chúng tôi đã đập tan nó. Hiện giờ chúng tôi ở mức âm 219 mg, thấp hơn trên đỉnh núi Snowdon. Ở đây trên Dartmoor, chúng tôi thấp hơn âm 347 mg. Vì vậy, đó là sự kết hợp của ba điều. Chúng ta ở xa về phía nam, vì vậy đó là vĩ độ. Chúng ta ở độ cao, và chúng tôi được bao quanh bởi tất cả các tảng đá granite này, đó là mật độ thấp. Tôi hy vọng tất cả các bạn nghĩ rằng nó có giá trị leo lên ở mọi nơi. Bây giờ, chúng ta đã biết rằng độ cao của những ngọn đồi đưa chúng ta đi xa hơn từ lõi trái đất, hơn bất cứ nơi nào khác, xa hơn về phía nam ở Anh. Vì vậy, trọng lực phải yếu nhất ở đây. Có thêm bằng chứng nữa. Khảo sát địa chất Anh đã biên soạn hàng chục ngàn bài đọc trọng lực được thực hiện ở Anh, và các bài đọc thấp nhất từng được ghi lại đều được thực hiện ở đây, trên những ngọn đồi cao ở Dartmoor.
Chúng ta làm gì để ăn mừng đây? Chúng tôi cân nhắc bản thân, tất nhiên. Tôi cá là bạn không cân nhắc nhiều như vậy. Bánh Nutella cho bữa sáng. 74, 75. Tôi cần giảm cân. Tôi có thể nói với bạn rằng bạn nên cân nặng ít hơn 20 gram hơn bạn đã làm ở trên núi Snowdon. Các bạn, tôi đoán ít hơn 25-30 gram. Vì vậy, nếu bạn muốn cân nặng ít nhất có thể, đây là nơi ở phù hợp. Nhưng trong mọi trường hợp, đó là một lượng rất nhỏ. Nó sẽ bị xóa sổ hoàn toàn với bữa sáng hôm nay. Tất cả cuộc sống của chúng tôi, chúng tôi tuân thủ nguyên tắc của nó. Nó chi phối mọi hành động của chúng tôi. Nhưng có một nhóm người được chọn biết sống như thế nào để không bị trọng lực chi phối. Mọi người đều quen với trọng lực. Chúng ta sẽ quen với sự áp bức của nó. Trọng lực là áp bức cuối cùng. Chúng mày chúng ta dưới gót chân 24/7, cho đến khi bạn ở trong không gian, bạn sẽ không bị trọng lực chi phối. Bạn không trọng lượng trong quỹ đạo. Phi hành gia người Canada Chris Hadfield đã dành 5 tháng trên tàu vũ trụ quốc tế. Bạn có thể kéo đầu gối của bạn lên trước ngực của bạn và chỉ cần ngã, hoặc nếu bạn lấy một miếng vải ướt và bạn nhận được nó nhỏ giọt nước, và mọi người trên trái đất đều biết điều gì sẽ xảy ra khi bạn vắt nó ra. Tất cả nước sẽ rời ra. Nếu bạn làm điều đó trong tình trạng không trọng lực, nước ở đó vì sức căng bề mặt bắt đầu bò lên cánh tay của bạn. Đó là một chút mê hoặc và thôi miên ở dạng không trọng lực. Nếu bạn không trọng lực, bạn không cần một chiếc giường, không cần đệm, không cần một cái gối. Cơ thể bạn lơ lửng hoàn toàn như ma thuật. Bạn có thể đẩy ra bằng một ngón tay và bay. Bạn không cần phải giữ mình ở nơi có cơ bắp. Bạn có thể có mọi thứ với một áp lực đầu ngón tay ở nơi bạn đang ở. Nhưng có một cái giá phải trả. Xương của phi hành gia bị teo và các cơ bị khô héo. Một trong những điều chúng tôi làm trên tàu vũ trụ là tập thể dục trong môi trường mô phỏng trọng lực. Nếu chúng ta không làm gì đó, thì trái tim của chúng ta sẽ co lại, khả năng bơm máu lên đầu của chúng ta sẽ giảm đi, xương của chúng ta sẽ bắt đầu tan ra và cơ bắp của chúng ta sẽ bị lãng phí. Tái nhập trọng lực là một kinh nghiệm. Trở về trái đất là kinh hoàng. Nó có thể gấp 5 lần lực hấp dẫn hoặc 8 lần lực hấp dẫn, đè bạn xuống sàn tàu trong một thời gian khá dài. Sau đó tất nhiên, bạn chạm đất và ngã lăn lộn. Và bây giờ, bạn là nạn nhân của quá khứ. Bạn là nạn nhân của việc ra quyết định của bạn. Nằm đó, cố gắng lắc đầu và làm quen với trọng lực một lần nữa. Lúc đó tôi nhận xét rằng tôi đã quên rằng đôi môi của mình có trọng lượng và lưỡi của tôi có trọng lượng. Bạn không nghĩ về nó, nhưng nếu bạn cố gắng nói chuyện một cách khéo léo, đứng trên đầu bạn, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn phải sắp xếp kiểm soát môi và lưỡi của bạn hơi khác một chút, chỉ vì trọng lực đẩy nó theo cách khác, và nó cũng giống như vậy, giơ tay lên, ngẩng đầu lên, quay đầu lại, mọi thứ muốn sụp đổ, chỉ cần giữ cân bằng của bạn, tất cả những điều đó. Nó hơi giống như học đi học lại như một đứa trẻ sơ sinh. Trọng lực trên trái đất nghiền nát tất cả chúng ta. Trong suốt cả ngày, nó thực sự siết chặt cuộc sống của bạn. Một hiệu ứng bạn có thể tự mình nhìn thấy nếu bạn sử dụng một thước đo. Những bí ẩn của trọng lực trái đất sẽ tiếp tục được chúng tôi giới thiệu trong chương trình phim khoa học tuần sau.